Vừa qua tại Hà Nội, Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam đã tổ chức hội thảo Thịt lợn bình ổn giá vì quyền lợi người tiêu dùng. Tham dự hội thảo có đại diện Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương, Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tại hội thảo, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam nêu quan điểm: Thịt lợn là thực phẩm thiết yếu, được sử dụng hàng ngày trong đời sống. Trong bối cảnh dịch Covid-19, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh phải tạm ngừng hoạt động, người lao động phải nghỉ việc, bị giảm hoặc không có thu nhập thì nhiều tháng nay giá thịt lợn vẫn ở mức cao. Nguyên nhân chính hiện là nguồn cung về giống và lợn thịt đang thiếu. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương cho rằng, việc xây dựng cơ chế để công bố minh bạch các thông tin về thị trường thịt lợn là cần thiết. Theo đó, các bộ ngành như Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an cùng phối hợp xây dựng trang thông tin điện tử, đường dây nóng buộc kê khai hoặc quản lý giá đối với mặt hàng thịt lợn. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo minh bạch về giá tại các khâu trong chuỗi sản xuất, cung ứng thịt lợn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng, các hành vi găm hàng, đầu cơ, thao túng giá. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần tích cực hợp tác với các cơ quan quản lý để xây dựng một thị trường thịt lợn phát triển, chủ động thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, tạo lợi thế cạnh tranh. Người tiêu dùng cần chủ động tìm hiểu các thông tin liên quan và đưa ra các quyết định tiêu dùng thông minh, cân đối tỷ lệ sử dụng thịt lợn trong bữa ăn để vừa đảm bảo dinh dưỡng và tránh áp lực chi phí cao, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, chủ động thông tin tới các cơ quan quản lý về các hành vi vi phạm.